Rồi chào các cô chú và các anh em luôn nha. Hôm nay mới lên sườn mới nha các anh em. Từ ngày cỡ khoảng 4 ngày nữa là xong nha. Giờ chiếc này là mới có lên sườn à, có khoảng 4 ngày nữa mới xong nha. Đây là sườn chó nha, làm sẵn hết, bắt đầu là mình sẽ gắp đồ vô là xong nha các bạn. Mình sẽ làm rồi xong hết, bắt đầu là gáp lại là rồi xong các bạn. Chuồng chó làm rồi, rồi mặt nạ đồ, khung mặt nạ đồ sẽ làm xong hết rồi các bạn. Nào kết thúc là sẽ gáp đồ lại. Đây là cái khung sườn của cổ kéo lúa này các bạn. Đóng bao đẹp luôn các bạn ơi. Đây là mình đóng dàn chân hoàn toàn mới nha các bạn. Tốt bánh lăng 40 luôn. Còn cái này là sườn ở trên nha các bạn. Thank you.
Là mình làm xong hết mới gắp lại nha các bạn, gắp lại xong hết trơn luôn nha. Gắp. Sắt này là bao dày luôn đó các bạn. Đây là toàn cắt xong hết rồi các bạn ơi. Bánh lăng đóng cốt rồi xong luôn nha các bạn. Đóng đạt rồi xong hết. Gáp vô là xong luôn các bạn ơi. Bánh lăng đồ sẵn sàng hết trơn rồi nha. Còn đây là hai cái bồn 95 nha các bạn. Nếu các bạn nào có mua bồn 95 thì cứ liên hệ số điện thoại luôn nha. Rồi ông anh báo giá rồi sẽ mua nha các bạn. Hai bồn 95 này cũng đẹp luôn các bạn ơi. Bồn DC95. Bồn này cũng đẹp lắm luôn nha các bạn. Chính là 105 chưa bán nha các bạn. Còn luôn nha. Các bạn nào có mua thì cứ liên hệ số điện thoại nha. Đây là 105X. Đời 2018 luôn nha. Có ai mua xe năng thì bán xe năng luôn nha các bạn. Nếu các bạn nào có xem thì nhớ ủng hộ đăng ký
share và like cho mình nha các bạn. Còn hiện nay thì trong tiệm còn chiếc DC 105 nha. Nếu các bạn nào có mua thì liên hệ số điện thoại nha. Còn đây là hai cái bồn 95, các bạn nào có mua thì liên hệ số điện thoại luôn. Và mình kết thúc video nha các bạn. Hẹn lại video mới. Chào tạm biệt các bạn. Thank you.